website cây ăn độc .vn xin giới thiệu các bạn các vườn bằng năng đã ghép tử vi đây, chưa ghép bằng năng xịn đây, bằng năng lá nhỏ. Đây là một loại bằng năng lá nhỏ của Việt Nam. Cái vỏ này là vỏ đỏ. Loại bằng năng này khác với bằng năng kia. Đấy, bằng năng này là bằng năng ở trên các cái hòn đảo Việt Nam, các hòn đảo ở mực nước biển, cho nên cây nó rất là quằn quại. Cây nó thấp thì nó đã bị bẻ cành rồi, nó bị bẻ cành. Đấy. Cây thấp nó đã bị bẻ cành rồi. Đây, nó ở dưới đảo, cho nên là có cả các hòn đá này. Cây thấp nó bị bẻ cành rồi, cho nên là nó khác cái bằng năng đất liền. Bằng năng đất liền trong vùng Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk thì cái bằng năng đất liền này thì nó khó lắm, nó cao như cái cột điện. Đây là bằng năng hải đảo vùng Ninh Thuận, cho nên là cái loại bằng năng này lấy về chơi rất là đẹp. Các cái gốc cây của nó rất to và nó u biếu xù xì. Đây, u biếu xì. Đấy, các cái gốc bằng năng đẹp chưa. Và đặc biệt hoa của nó đây, hoa của nó đây các bạn nhé. Mùa này là mùa ra hoa của nó đây. Đấy, các cái chùm hoa của nó, đây là hoa xịn. Đấy, chùm hoa của nó đây, đây là chùm hoa xịn. Các cái chùm hoa của nó đây. Đây là loại bằng lăng lá nhỏ các bạn nhé. Bằng lăng lá nhỏ đây. Lăng lá nhỏ nó khác cái bằng lăng lá to của vùng kia. Nó lá nhỏ lá chỉ dài bằng ngón tay thôi. Nó xuất phát ở các cái vùng của các cái đảo Ninh Thuận, Bình Phước, Ninh Thuận, Nha Trang, các cái bán đảo. Cho nên cây nó bé thôi, cây nó to nhưng mà nó bị rụt hết. Nó rụt tay, rụt tán đây này. Nó khác cái bằng năng của mình. Bằng năng của mình là ở vùng Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk, Nghệ An, Hà Tĩnh. Thì nó lá nó to và thân cây nó cao như cái cột điện ấy. Đây, bằng lăng lá nhỏ cho nên là làm được bonsai cây dáng rất là đẹp. Đấy, các cái ụ này, các cái ụ này đẹp chưa các bạn này. Bằng lăng lá nhỏ da đỏ bám đá, và đặc biệt lá nhỏ này thì sử dụng làm bonsai rất tốt. Đây, các cái ụ đá của nó đây, các cái ụ đá nguyên bản của nó, nguyên vị. Các gỗ đá nguyên bản nguyên vị. Đẹp chưa các bạn? Lại bằng lăng lá nhỏ này thì mình không phải ghép, mình cứ để vậy mình chơi thôi. Những cái gốc này tuyệt vời chưa? Các bạn nhìn các cái gốc của nó này. Bám đá nhá. Tuyệt sắc giai nhân. Hàng da đỏ bám đá lá nhỏ. Các cái vườn này là đã đưa về được độ khoảng có cây đưa về hàng chục năm rồi. Rất là đẹp. Đây, cây bé bé này, xíu xíu này thì cảnh quan nó đã đẹp lắm rồi. Lá thì hàng lá nhỏ đây các bạn nhé, lá nhỏ. Nguyên bản lá nhỏ. Đây, cái này nó đang ra hoa đây. Tối quá không chụp được. Đây, các cái bông của nó đây, các cái lụ của nó đây các bạn nhé. Lụ của nó đây. Rồi, các bạn sở hữu những cái gốc này, các bạn liên hệ với website cây hàng độc.vn, km 19, Trung Trải, Lào Cai, điện thoại sạc Zalo 0977 830088, 0919706818, website cây hàng độc.vn. Xin chân thành cảm ơn sự theo dõi hiện diện của các bạn.